Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, hai vợ chồng mình kính chúc tất cả bà con cháu và toàn thể các bạn bè trên YouTube một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin ơn trên ban nhiều ơn phước lành cho tất cả các bạn gần xa, trong và ngoài nước được hưởng một cái Tết trong yêu thương và an bình. Hai chồng mình mới đi đón giao thừa về các bạn. Các bạn thấy chữ mình mặc đẹp không? Mình cũng mặc đẹp không? Áo vest cả lam phát rồi đó. Mặc bộ luôn. Đó là mới đi đón giao thừa về. Rồi là giao thừa ở đây thì nó chậm hơn Việt Nam là 13 tiếng đồng hồ. Cho nên bây giờ là mình đón giao thừa ở bên này thì ở bên Việt Nam là mùng 1 Tết rồi. Thì qua một năm mới thì hai vợ chồng mình về cái là hai vợ chồng mình vô cái là lên sóng liền để chúc Tết toàn thể các bạn, để mong rằng các bạn một năm mới luôn luôn được phát tài và thành công trong tương lai, trong mọi lĩnh vực, và nhất là những ai mà kinh doanh buôn bán được phát đạt hơn, rồi những người mà đi học thì học hàng ngày càng tiến bộ, rồi đậu đạt hơn và thành công trong cái sự nghiệp, trong cái tương lai của mình mong muốn, và cố gắng theo dõi những video của mình sắp tới để ủng hộ cho mình nhiều hơn nha. Rồi bây giờ qua một ngày mới rồi. Chuẩn bị đón Tết, trang trí nhà cửa, gói bánh chưng, bánh ú để chưng lên bàn thờ, nấu những chai rượu nếp để chưng lên bàn thờ, rồi mua những trái cây để về đơm lên bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa trong những ngày đầu năm. Và tưởng nhớ ông bà cha mẹ mình, những người đã ra đi và về cùng ăn Tết với mình trong ngôi nhà bé nhỏ, với những ký ức khi những người đã ra đi và lúc còn sống thì thích những cái gì, thích uống rượu rồi thích ăn những cái gì, thì mình chứng lên để tỏ cái lòng thành kính của mình đối với những người đã ra đi. Thì tự tay mình đã làm những cái đồ này để chân lên bàn thờ đó các bạn, thấy có đẹp không? Những cái gì mình chân lên là tượng tưng chân thôi, chứ ông bà cha mẹ mình nên là đâu có còn ăn nữa đâu. Những cái ký ức của mình nhớ hồi trước ở nhà thích ăn gì, đã thích uống bia gì, hay thích uống rượu gì, thì kiểu như là mình chân thôi, đó là lòng thành mà. Rồi mình mua hoa về, mình cắm, hay tự tay mình cắm đó, những cái bình hoa đó các bạn. Đó thì mình mua là cái bình này, mình mua là 12 đô các bạn. Thế này là cái một cây tài lộc. Còn cái bình hoa này thì mình mua hoa ở Costco. Mình mua một bình hoa như vậy là khoảng 20 đồng. Rồi mình về mình cắt, rồi mình tự mình cắm. Các bạn thấy có đẹp không? Hồi trước mình cắm hoa cho nhà thờ đó, bây giờ mình bỏ lâu rồi, rụt nghề rồi. Từ lúc đi qua bên này 18 năm, bây giờ là cái này là lần đầu tiên nhất
để mình cắm cái chậu hoa này. Đó, các bạn thấy có đẹp không nha? Coi cho kỹ nha. Đó là chuẩn bị là đón giao thừa đó. Thì xong xuôi rồi đó, là bây giờ mình thắp nến để mình chuẩn bị là đón giao thừa để bước sang một năm mới đó. Thì đó là mình trang trí hết tất cả trong nhà, bỏ những cây Noel ra, rồi trang trí Tết. Tại hôm nay Tết Việt Nam đi rất là sớm, thành thử cũng rất là mệt, vì phải bỏ lại những cái gì của Noel để mà trang trí cho đến ngày cho kịp Tết đó mà. Đó, trong một cái thời gian ngắn á, thì mình vậy. Thì đó là về cái là quan trọng những ngày Tết, thì bàn thờ của Chúa, rồi bàn thờ tổ tiên ông bà, thì cái đó là mình coi là trọng nhất. Thì sửa soạn sao cho nó chu đáo để rước Chúa vào nhà, rước ông bà về ăn Tết với mình. Thì đó là những cái quan cảnh của gia đình bé nhỏ mà mình muốn cho các bạn thấy cái không khí. Hãy subscribe.
Thank you.